Chiếc đầm em đang mặc trên người đây phải nói rất là nhẹ nhàng nha các chị ha. Với chất liệu là bằng vải len gân, mình mặc rất là thoải mái và co giãn nhiều cho các chị nữa. Phần dưới đây sẽ xòe nhẹ cho các chị nhưng mà không có xòe nhiều đâu nha. Tại vì cái chất vải này thì khi mình mặc lên á, giống như là chiếc đầm body, nhưng mà cái kiểu xòe này nó giúp cho các chị tăng thêm cái nét dịu dàng, màu sắc hồng cực kỳ ngọt ngào, cổ tròn cho cả nhà luôn nha. Thiết kế rất là đơn giản nha các chị. Và nó sẽ có 3 màu tổng cộng, phong dài quai gối nha mọi người nha. Khi mình mặc lên thì nhìn là rất là thướt tha, có thể mặc đi chơi nè, đi dạo phố nè, đi cà phê dạo nhẹ nhàng cũng được các chị. Rất xinh. Bây giờ em chuyển sang cái màu sắc thứ hai cho mọi người xem nha. Màu sắc thứ hai là một cái tông màu tối dành cho các chị mà mình có thể phối được với rất là nhiều cái phụ kiện khác nhau mọi người nha. Là màu đen là một cái tông màu cơ bản, mặc nhìn nó gọn người được các chị, cổ tròn cho cả nhà. Rồi quay đằng sau cho các chị coi cái tông lưng nha. Phía trước đây khi mình mặc vô thì nhìn nó dáng của mình rất là tôn luôn. Và còn một cái màu sắc cuối cùng bây giờ em sẽ chuyển nhanh cho các chị coi, nhớ coi hết clip của em ha. Trời đây các chị yêu ơi, một cái tông màu kem mà thay vì khác những phong cách đầu tiên, em cố với là một đôi dép thôi và một cái túi xách như thế này nữa. Các chị có thể đi chơi đi dạo phố hay là mình có thể phối với là một chiếc áo vàng bên ngoài để bên mặt mình đi biển các chị ha. Áo khoác nhẹ thôi, mặc vô nhìn rất là xinh. Và cái màu này nhìn nó nhẹ nhàng cực kỳ, ba tông màu thì cái chất liệu co giãn mạnh, cho nên là chị nào khoảng từ 60 mấy kg đổ lại vẫn mặc vừa nha. Và chị nào muốn sở hữu nhanh chiếc đầm em đang mặc thì nhớ để lại cho em số điện thoại với mã sản phẩm ha, hai thông tin để em giao hàng tận nơi cho các chị nhé.